Xin chào mừng tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Ngọc Mưa nha. Đây là hình ảnh của một buổi tiệc màu tím sinh nhật tập thể của các anh chị em trong nhóm Hít Thở Anh Châu. Xin mời các bạn cùng xem video và cùng vui với chúng tôi nhé. Xin mời. Hôm nay Cali đẹp trời lắm luôn, đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà có điều nó nóng lắm, rất là nóng. Ba mà nốt tiếp đi nha. Ba có nốt tiếp đi nha. Nốt mày tiếp. Xin mời quý vị ra nhanh để đồ ăn ngoài nắng nó không có kết quý vị. Xin mời gắt lai từ đâu đây. Chụp rồi đất em ta chấp điểm nha. Xin mời quý vị ra. Rồi. Dạ, đúng rồi. Ok. Dạ dạ. Ai đi? Rồi quý vị đến. Chấp đi chứ. Mình lãnh thức ăn nha, nhanh để hả? Rồi, ba mời xin lên. Rồi đi tới lần kia. Tiếp tục. Dạ, tiếp tục. Cái này là tới Nhi. Chị đó có bộ nhiều quá. Năm, sáu. Wow, chị này được 6 món luôn. 7. Rồi, bánh. Đứng đây chờ. Cái tay lạnh ra. 2, bánh. 2 thôi. Còn em Nhi. Em Nhi này. Không. Bán hớp luôn. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tiếng này, 2 tiếng này. Em lấy anh phát. 6 rồi, đấy rồi. 6 đây nè. 6, 7, 8, 9, 10. Đi tới lãnh ra, lãnh ra vô gệt nữa. Lãnh vô gệt nữa. Chuẩn bị đi qua khỏi bánh bông lan là tới vô gệt. 11. Nó quen thằng Nhất á. Đúng rồi. Nhất trúng rồi. Thành Nam. Bây giờ mình tranh thủ mình
ăn mà vừa nghe hát. Thì xin mời ca sĩ nào tiếp thu, tiếp tục lên bốc thăm giùm em đi ha. Bốc thăm này hát liên tục cho các anh chị thưởng thức, vừa ăn vừa nghe nhạc sống à. Đây, bây giờ tiếp theo nè, anh Thức nè, bốc được anh Thức nè. Xin mời anh Thức. Anh Thức ơi. Và quý chị, anh chị nào mà birthday ngày hôm nay ưu tiên không cần bốc thăm thì cứ ra báo với một đàn là mình birthday hôm nay thì xin mời hát trước ạ. Dạ. Anh Thức, anh Thức đâu rồi? Anh Thức mời anh Thức lên. Bốc thăm chính anh rồi, xin căng ngon anh một tí. Em ơi, cho chị nói một lời không? Chú ơi, chú cho chị nói một lời. Anh Thức, à, hát xong anh bốc thăm hát liền. Chị Hoa xin nói cái gì đây? Chị nói cho anh Châu đây, nói mọi người. Muốn nói cho thì về nhà nói nha. Quý vị hát có ngon miệng không ạ? Yeah. Là thấy quý vị hôm nay ai cũng mặc rất là đẹp, ai cũng vui. Ăn uống làm sao cố gắng no bụng. Và một điều mà lần nào sinh nhật em cũng xin thay mặt là anh Châu và xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả quý vị đã nhiệt tình tham gia sinh hoạt nhóm tháng và quên cảm ơn các vị mạnh thường quân trước ạ. Bởi vì chúng ta được ăn ngon đầy đủ như thế này, nếu như không có các mạnh thường quân thì tụi em không thể nào lo nổi. Mạnh thường quân lớn nhất là Vân, cô chủ nhà hàng của Bao Ba Gẹt, đó là người cung cấp đồ ăn mặn cho chúng ta mỗi tháng. Yeah. Menu mỗi tháng là khác nhau, không tháng nào giống nhau ạ. Dạ, mà cô Vân bận lắm, hồi nãy em có kéo cô ra chụp hình mà chưa kịp giới thiệu với quý vị về Mạnh Thường Quân, mạnh nhất của nhóm để duy trì nhóm chúng ta được như ngày hôm nay. Rất là may mắn. Và bên cạnh đó là các Mạnh Thường Quân không bao giờ mà không cho nhóm những cái dessert mà quý vị đang được thưởng thức. Em xin cảm ơn chị Ngọc Trần ạ. Đã cho nhóm 100 hũ sữa chua, 100 hũ nha ua quý vị đang ăn đó là của chị gia đình chị Ngọc đó. Và một người nữa cho dù đi bốn phương trời nhưng cũng không bao giờ quên được nhóm Hít Thở Anh Châu, đó là em Yến Nhi. Em Yến Nhi là người ủng hộ nhóm mà mỗi người lại, cô lại rất cẩn thận là mỗi người cũng cho vào một bịch. Đó, và những dáng thu thì đương nhiên rồi. Lúc nào cũng có bánh cho quý vị. Cuộc vui của chúng em đang diễn ra vui vẻ đấy các bạn. Nhưng mà ở ngoài kia trời nóng kinh khủng lắm. Không biết sao cả tuần nay Cali chúng em bị nóng kinh thiên động địa luôn. Nóng không chịu nổi. Kệ, trời nóng thì cứ nóng. Chúng em chơi vẫn cứ chơi vui. Tiếp theo sau đây là một tiết mục nóng bỏng. Light Dance Beautiful Sunday do nhóm của chị Sandy cống hiến cho mọi người.
về nha quý vị, lấy sau khi nào hết cái bao này thì thôi. Anh Hiệp cố lên, lấy về cho chị Hiệp. Các chuẩn bị nha, tôi đếm 1, 2, 3, thử đi nha. Giỏi lắm anh Hiệp, cẩn thận nha. 2, 3, rồi. Ai là người kế tiếp? Ai là người kế tiếp? Lên đấu với lại. Rồi, quánh tụi bay nha. Tôi đếm 3 là phải ra nha. Người nào ra sau là phải làm lại nha. Ok. 1, 2, 3. Lại. 1, 2, 3. Lấy hai cái. Hai hộp. Anh nữa. Muốn lấy cái nào cũng được. Hai hộp. Đây. Để lên, rồi ta anh định. Rồi, lên sao? Rồi, chuẩn bị nha. Thua ở lại, đúng rồi. Dạ, để có cái trên đó. Rồi, bắt đầu nè. Chưa, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Làm lại nha. 1, 2, 3. Thua lại hả? Đây, ra không? Thua đằng ai mà để người khác. Cách lai vô. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3. Không. Anh đa chậm không được. Không được. Rồi, làm lại hơn. Chỉ cái kéo sao thắng được. Rồi, chuẩn bị nè. Dạ, chuẩn bị. 1, 2, 3. Bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi. Anh lấy được. Rồi, hai vô. Rồi, phải chạy. 1, 2, 3. Thua nữa. Hai lần. Rồi bây giờ bắt đầu. Ai vô? Người nào thắng là tự động lấy nha. Quá anh nghĩ thật. Hai vợ chồng không có chơi. Ba. Ám vô. Lấy hai cái thôi. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi thua nữa. Lấy hai cái. Michelle ráng lên lấy nước sơn. Cho người ta có cái chen. Giống như chị. Ráng lên Michelle. Đứng hoài luôn. 1, 2, 3. Thua hoài luôn. Khỏi sơn móng tay luôn. Bây giờ cho cái chen cuối cùng là lần này. Nếu mà thua chạy lại đằng sau ghét lại. Cho người khác lên. Rồi bây giờ ai lên. À, khoan tôi đếm đã. Quý vị đếm nhanh quá. 1, 2, 3. Em, cô đứng lại để chơi thêm một lần nữa. Không chơi gì khác. Đây. Cái đi nè. Ok, nói đi. Thôi đừng có lựa nữa. Trời ơi, hết vui. Mỗi lửa một hơi nữa, người sao mà ta không có. Rồi, bắt đầu nè. 2, 3. Cái đi thua đứng đó. Lấy hai hộp. Cái đi dở quá, cái đi thua biết gì phải hăng chứ. Rồi, lấy đại đi. Giống như lấy cái là hả? Lấy hai cái. Rồi 1, 2, 3. Rồi ai vô? Ai hợp đó. Chị cái đó có treo luôn đó chị. Lấy cái này nè, cái này nó có treo nè. Có treo luôn đó. Mình đâu có mấy treo đâu mà. À, chị có mấy treo. Đây nè. Ai muốn cái sơn thì muốn sơn, ai muốn gieo là cũng gieo. Em lấy. Quay.
Rồi còn tặng quà cho mấy người bé trên nữa. Rồi ok. Ok rồi, quý vị nhấn cầu vô làm ơn. Làm ơn nhấn cầu vô nữa. Rồi khoan rồi anh Đạt chờ anh Đạt mở nhạc lên nè, anh Đạt mở nhạc chưa? Cái này là món quà cho em giữa em với chị Hoa.
đặc biệt những cái liên hệ. Tại vì chị là cái người là chị cả nhóm gì đó, ai chị bỏ học luôn. Chị xấu. Ok. Rồi. Dạ lên chào chị lên Hà một phút qua nữa. Ok ok. Rồi chúc. Rồi. Rồi coi coi như là Giáng Thu và Hoa riêng ra tặng cho cô Ngọc happy birthday cô Ngọc. Ok, happy birthday. Rất là cảm ơn ông Hoa với Giáng Thu và các anh các chị trong ngày hôm nay. Chị tình là cảm động vô cùng. Nói mà muốn khóc luôn. Đừng có run chị ơi, tình tình mà nói. Cái chân, đây là món quà cá nhân riêng của Thu với lại Hoa nha quý vị. Dạ, còn nhóm thì nó khác. Bây giờ em xin mời quý vị có mấy đê cầm quà cho quý vị nha. Quý vị có cái mấy đê xin cầm quà cho quý vị nha. Chị này nè, xích vô tí nè chị nè, đứng xa quá. Mấy chị sẽ xích lại. Yeah. Rồi vô. Rồi vô, tâm đây. Rồi, happy birthday.